Xin chào các bạn, đây là đống ngô bao tử của mình nha. Và mình lại hôm nay lại đi thu hoạch về để gửi cho một khách ở Thái Bình và một khách ở Nam Định để các bạn ấy ngâm rượu các bạn ạ. Đấy, bóc ngô bao tử để gửi cho các bạn ngâm rượu để uống Tết đấy. Nếu mà chúng ta ăn tươi á thì chúng ta xào hay là ăn lẩu thì chúng ta chỉ cần ăn những cái nhỏ như này thôi, nhưng ngâm rượu thì các bạn được phép lấy cả những cái to như thế này nhé. Đấy, bởi vì chúng ta ngâm để lấy cái cốt của nó thôi. Đấy, nên là các bạn dùng những cái ngô to cũng được, to hơn một chút cũng được. Và các bạn ơi, đây là rổ ngô lõi của cái ngô bao tử mình đã bóc, và đây là mình cân được cả 11 kg. Thì hai bạn, một bạn lấy 6 kg và một bạn lấy 5 kg về để ngâm rượu. Và đây là mình đã nhặt một túi rô ngô. Đấy, khi các bạn nhân đây thì mình cũng chia sẻ với các bạn luôn về cách ngâm của cái rượu bao tử ngô này nhé. Thì mình khi mình bóc là mình đã rất là cẩn thận, mình bóc từ trong cái bi cái bát này ra. Đấy, các bạn nhìn không, một đống bi ngô hai tải 25 kg kìa các bạn kìa, mới được 11 kg cái lõi này. Đấy, mất một ngày công lao động của mình rất là vất vả, cật lực mới làm mới mới thu nhặt được đấy các bạn ạ. Thì mình chia sẻ ngay cho các bạn nhé. Khi mình bóc là mình rất cẩn thận. Mình cây ngô này thì nó ở cao cách mặt đất khoảng độ 1,5 m, thì nó rất là sạch rồi, nó không có một cái bụi bẩn nào nó vào đấy cả. Và mình bóc xong thì mình lại bỏ luôn vào rổ này. Thế và mình để sạch sẽ, không có một tí bụi bẩn nào, nên là các bạn không cần phải rửa nhé. Mà khi ngâm rượu là các bạn tuyệt đối là không nên cho nước vào. Thế thì các bạn, những cái bắp ngô to như thế này, thỉnh thoảng có cái to thôi. Nếu các bạn là ngâm nguyên cái ngô nhỏ thì các bạn không cần phải bổ, phải chẻ. Còn nếu cái bã to này thì các bạn hãy chẻ đôi cho mình nhé. Tay đem bị nhựa ngô nó vào. Các bạn hãy chẻ đôi hoặc là chẻ tư ra thì để cho nó ngấm, nhanh ngấm các bạn nhé. Thế còn những cái nho nhỏ như thế này thì các bạn không cần phải bổ chẻ gì cả. Các bạn cứ rửa sạch bình. Và khi ngâm thì các bạn hãy dùng cái bình sành hoặc là cái bình sứ, bình thủy tinh ấy, chứ không không ngâm vào bình nhựa như các bạn nhé. Ngâm vào bình nhựa thì nó phai cái mùi nhựa ra thì nó không được ngon. Thế và khi các bạn đã rửa sạch bình để khô ráo, thật khô ráo, xong các bạn hãy cho cái ngô này vào. Nhưng các bạn nhớ là những cái bát to này các bạn hãy bổ đôi hoặc là bổ làm tư cho mình nhé. Thế bổ cho được hết cái lõi này vào rồi, thế xong các bạn hãy cho một lượt cái dâu này lên trên chốc cho mình này. Dâu này mình cũng làm rất là cẩn thận và cũng sạch sẽ, nên các bạn không cần phải rửa, không cần phải rửa các bạn nhé. Thế xong các bạn hãy cho một lớp dày dày cái dâu ngô lên trên chốc để làm sao để cho nó đè cái lõi ngô này xuống, nó không bị nổi. Thế là các bạn hãy cho rượu vào, ngập dâu và ngập cái bi ngô này cho mình thì là được các bạn nhé. Nếu các bạn muốn uống đậm đặc thì các bạn cho rượu ngập như thế, là nghĩa là tối thiểu là cũng phải ngập ngô để cho cái ngô nó không bị thâm, bị đen. Còn nếu không thì các bạn cho ngập sâu cũng được, thì là cái rượu của chúng ta nó sẽ nhạt bớt đi. Đấy, và
cách chia sẻ cái cách ngâm rượu ngô này, mình cũng làm video để mình gửi luôn cho hai bạn. Một bạn tên là Lê Nguyễn, đấy, nick chủ kênh của kênh YouTube tên là Lê Nguyễn ở dưới Hải Dương, à quên, Thái Bình. Và một bạn gọi là gà, cái gì nhỉ, Đại Gà. Đại Gà thì bạn ở Nam Định. Và mình làm video này mình cũng chia sẻ với các bạn. Trước đây thì mình cũng đã làm một cái video chia sẻ cách ngâm rượu ngô, nhưng mà mình không dùng cái dâu để cho lên trên chốc. Nhưng mà đây là do cái kinh nghiệm của các bậc tiền bối đã ngâm trước, và là phải có dâu ngô bên trên chốc, và cũng do nhu cầu của khách hàng. Của hai bạn này là anh em đồng hao, thì hai anh em là cùng đặt, thế mình mới gửi về Nam Định và bạn ấy sẽ chuyển đi về Thái Bình cho một ông anh đồng hao. Nhất thì là hai bạn ấy đặt là 11 kg. Thì hôm nay mình đã làm ở đây và mình chia sẻ với các bạn trên kênh YouTube để cho các bạn biết, và mình cũng sẽ gửi video này cho hai bạn, bạn Đại Gà và bạn Liên Nguyễn ở dưới Thái Bình nha. Đấy, xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi và đã ủng hộ kênh của mình trong thời gian qua. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những chia sẻ tiếp theo. Và còn một bạn ở Hải Dương với một bạn ở Bình Dương đặt mình là lấy cái đồng đồng lúa với lại cộng với ngô bao tử, thì đến ngày mai mình mới có thời gian để mình đi thu hái và mình lại quay video tiếp cho các bạn và mình chia sẻ với các bạn nhé. Trước đây thì mình cũng đã gửi cho một bạn ở dưới Hà Nội, bạn nick của bạn tên là Thanh Hải ở dưới Hà Nội, thì bạn ngâm cách đây khoảng độ 3-4 tháng rồi. Thì bây giờ là bạn bắt đầu sử dụng rồi, bạn bảo là ngon quá. Nhưng bây giờ bạn lại không lấy cái ngô này nữa, và bạn lại đặt cái đồng đồng lúa. Và bây giờ nếu như bây giờ các bạn ngâm từ bây giờ là đầu tháng 8 âm lịch thì đến Tết các bạn uống là vừa ngon các bạn nhé. Nếu ai có nhu cầu và ai có cái hào hứng về các loại rượu thì mà chưa được dùng cái rượu ngô bao tử này thì mong các bạn hãy dùng thử một lần. Đấy. Ngon, bổ, rẻ các bạn ạ. Nó có rất rất nhiều tác dụng cho sức khỏe, có lợi cho sức khỏe, và các bạn uống thì cảm thấy nó rất là thơm, là ngon. Nó không như kiểu là rượu ngô mà nấu bằng hạt ngô nhé. Đằng này là rượu gạo nếp là càng tốt. Thế xong các bạn ngâm cái ngô bao tử này và thêm cái dâu ngô kia vào nữa thì chết cả tuyệt vời các bạn ạ. Nếu mong các bạn yêu thích cái vị rượu thì hãy được một lần thưởng thức và các bạn sẽ biết được cái mùi vị của nó, thì cảm nhận được cái mùi vị của nó thì nó sẽ dễ dàng hơn. Chứ mình miêu tả thì nó còn mông lung lắm. Và video của mình chia sẻ đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những chia sẻ tiếp theo.